Chào tất cả các bạn nha. Thì hiện tại 7 giờ 43 phút thứ năm 15 tháng 2 nha các bạn. Tức là hôm nay là mùng 6 Tết nha các bạn. Thì hôm nay mình bắt đầu tiếp tục hái xài Đài Loan các bạn ơi. Ăn Tết hết tiền rồi nên giờ hái nha các bạn. Đây các bạn thấy đây. Rất là nhanh lớn luôn, căng bao hết rồi nha. Thì mình cái lô xoài Đài Loan này các bạn, mình dự định là cỡ gần 20 tháng giêng các bạn, nhưng mà hiện tại trái nó rất là nhanh lớn luôn. Như mình đã từng chia sẻ các bạn, nói về cái sử dụng của thằng DK06 buôn đoàn lớn trái, giúp trái lớn nhanh các bạn, nên tỷ lệ lớn rất là nhanh luôn, nói chung là rất là nhanh luôn nha. Liệt cây trên đây các bạn ơi. Thì hôm nay mình hái á, thì như thường mình đã nói luôn các bạn, kênh mình thì nó không có chuyên về báo giá nha. Khi nào mình có xoài mình thu á, mình bán bao nhiêu á thì mình báo bao nhiêu để cho các bạn tiện nắm, tiện theo dõi cái quá trình làm xoài, xử lý xoài của mình và có cái thành quả thu hoạch thôi các bạn. Chứ kênh mình thì không có chuyên về báo giá. Xài mình còn cái lứa xoài tháng giêng tháng 2 rất là nhiều luôn nha các bạn. Thì mới vừa ăn Tết xong hết tiền rồi, giờ mình bắt đầu thu vô thôi các bạn ơi. Bây giờ bật thời gian cho ba coi. Vừa ăn thì hái à, mới để nữa qua Tết lọt ra cơm mười có rẻ lời chứ gì. Quá ốm trái này lọt tay quá rồi, đừng hái nữa, ốm quá. Ở đây đựng nè. Nãy không lấy cái chạc xuống đựng. Ôm quá. Này khoảng 7 ngày, 10 ngày sau hái là rất là vừa luôn. Bạn thấy đòn rất là đẹp luôn nha các bạn, đòn rất là dài, rất là đẹp luôn. Trái nào như trái nấy, đòn một sải không, đúng là DK06 tuyệt giờ mà.
trái nào như trái nấy luôn các bạn ơi. Các bạn thấy ba trái đòn nào đòn nấy có khác gì đâu. Một, hai, ba, bốn, không khác gì hết nha các bạn. Các bạn nè, anh em nhìn thấy nè, sồi nó buông đòn, các bạn thấy nè, trái nào như trái nấy, cặp hai mà thấy hai cặp này bốn trái này, hết biết cái đòn đẹp mà nó dài nè. Quá là đỉnh luôn. Bởi vì một lần nữa nha, mình nhắc tới nhắc lui rất là nhiều luôn, các bạn cứ tìm hiểu đi DK06 nha, buông đòn lớn trái giúp trái lớn nhanh nè, các bạn sẽ thấy cái trái nó buông đòn rất là đẹp, rất là dài luôn. Và trái lớn rất là nhanh luôn nha. Mình xin nhắc lại một cái nữa nha, là sồi này là mình dự định là gầm các bạn, gầm tháng giêng mình thu nha. Nhưng mà hiện tại hôm nay là mới mùng 6 thôi các bạn, tức là mùng 6 Tết nha, là mình đã thu rồi. Các bạn thấy nó độ lớn rất là nhanh và rút ngắn cái thời gian đáng kể luôn nha. Rồi thì mình cũng cập nhật giá cho các bạn nắm nha. Hôm nay Đài Loan vàng mình bán Đài Loan 1 các bạn là 31k nha. Gớt lại là 12k các bạn. Còn gớt lại bỏ luôn là 4k nha. Nhất nhì 3 các bạn. 31, 12 và 4. Rồi xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn nha. Xài quá là buông đòn đẹp luôn các bạn ơi. Đòn rất là dài luôn nha.